rỉ ảnh ngoài thực tế. Hai bức ảnh được cho là chụp chiếc Galaxy S11 sắp ra mắt của Samsung xuất hiện ngoài thực tế vừa xuất hiện. Đây là lần đầu tiên người dùng được thấy Galaxy S11 ngoài đời thực. Sau nhiều tin đồn về flagship mới sắp ra mắt của Samsung, hình ảnh khá mờ và chiếc smartphone có vỏ bọc chống rò rỉ thiết kế sản phẩm trước khi ra mắt, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy cụm camera sau lồi ra khá nhiều so với thân máy. Điều này trùng khớp với những thông tin được tiết lộ về Galaxy S11 trong các bản render. Các báo cáo trước đó cũng cho biết, cụm camera sau của Galaxy S11 nhô ra 1,1 mm so với thân máy. Galaxy S11 cộng thậm chí có cụm camera rộng hơn, và phần nhô ra này là rất đáng ngại khi người dùng đặt flagship mới của Samsung trên bề mặt phẳng. Tất nhiên, phần lồi ra của cụm camera này trên Galaxy S11 sẽ khó tránh khỏi, vì theo tin đồn flagship này được trang bị camera chính 108 megapixel độc quyền, và ống tele tiềm vọng cho khả năng zoom quang 5x. Ba mẫu Galaxy S11 cũng được cho là sẽ dùng pin dung lượng lớn. S11 cộng sẽ được trang bị pin lên tới 5000mAh. Điều này khiến Samsung khó có lựa chọn nào tốt hơn thiết kế mà chúng ta đang thấy trong bức ảnh rò rỉ này.